Anh chàng này đang sống ở một thị trấn nhỏ và rất yêu thích lễ hội Halloween. Chính vì vậy mà năm nào vào dịp lễ này, anh đều trang trí những quả bí ngô trước sân nhà của mình. Anh ấy đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, nhưng một tên khốn nào đó đã lái xe và cán qua những quả bí ngô của anh. Anh đã thay thế bằng những quả bí ngô khác, nhưng trò đồ này thì vẫn cứ tiếp diễn. Cuối cùng, anh quyết định mua một quả bí ngô thật to và đổ xi măng vào bên trong đó. Anh đặt nó trước sân nhà và các tên phá hoại lần trước cũng chạy xe đến và cán lên nó. Chiếc xe của hắn ta đã có một cú va mạnh vào bê tông, làm trục của bánh xe phía trước bị gãy. Cuối cùng, hắn ta phải gọi cứu hộ đến để kéo chiếc xe của mình về nơi sửa chữa